Xin chào mọi người. Thì hôm nay Hân sẽ chia sẻ với mọi người về phần phối hoa cho Caladium. Hôm nay Hân có chuẩn bị một số cây Caladium ở đây. Thì ở đây Hân sẽ có chuẩn bị là đây là cây Hân sẽ chọn là tên là cây cây đực. Vì lý do thì sao Hân chọn cây đực? Vì là cây này Hân sẽ lấy phấn ra. Thì mọi người để ý là ở trên này thì cây nó đã rất là tương phấn ra rất là nhiều. Thì Hân sẽ sử dụng cái phấn của cây đực này để phối cho những cái cây khác. Thì ở đây Hân có chọn một cây thì Hân gọi là cây cái. Lý do vì sao Hân chọn cây cái thì khi mình phối phấn vào cây cái này thì cây này sẽ có nhiệm vụ là sẽ nuôi trái, cho nên Hân sẽ đặt tên là cây cái. Thì bây giờ Hân sẽ cùng với mọi người thực hiện về phần phối bông. Thì Hân sẽ chuẩn bị một cái dao lam, một cái cọ để phối bông. Thì thường cái cọ này là thực ra là cái cọ trang điểm của Hân, nhưng Hân thấy nó cũng rất là tiện lợi cho nên Hân sẽ dùng để phối bông. Thì bây giờ Hân sẽ thực hiện, mình cùng nhau thực hiện ha. Thì đầu tiên Hân sẽ lấy dao lam để cắt cái bầu này ra. Rồi mình sẽ mở cái bầu này ra. Rồi Hân sẽ dùng một cây cọ để Hân lấy cái phần phấn này. Lấy cái phần phấn của cây này ha. Thì với cái cây này thì nó hơi xanh, Hân sẽ lấy thêm một ít cái phấn của cây đỏ nữa. Hân thì Hân thích phối nhiều màu vô như vậy á, tại vì khi phối nhiều màu như vậy thì khi đậu trái thì thường thường nó sẽ ra cái màu nó sẽ lạ hơn. Thì bắt đầu khi mà Hân đã để phấn trên cây cọ này thì Hân sẽ tiến hành quét cái cây cọ này lên. Cây cọ phân bố đều trên cái phần phần thụ phấn của nó. Thì thường thì Hân sẽ quét từ dưới lên trên để cho cái phấn này nó sẽ phân bố đều hơn. Thì khi phân bố đều như vậy thì cái cây này tỷ lệ đậu nó sẽ cao hơn so với những tỷ lệ đậu phân bố của nó sẽ đậu trái nhiều hơn. Thì đó là theo kinh nghiệm của Hân. Thì Hân cũng chia sẻ thêm với mọi người là khi mình phối bông á, thì mình nên chọn những cái hoa mà nó chỉ vừa mới hé ra như vậy, hoặc là những cái hoa mà nó hơi hé như vậy thì thường á, tỷ lệ đậu phấn của nó sẽ cao hơn so với những cây khác. Thì đó là những chia sẻ về kinh nghiệm của Hân về cái việc phối bông. Thì ngoài ra nếu như các anh chị vẫn chưa có phấn sẵn thì hiện tại như nhà Hân cũng hay thường trữ phấn lại. Mục đích của mình trữ phấn lại như thế này là để mình lấy lại cái phấn thì mình phối chéo cho những cái cây màu khác nhau. Ví dụ như hôm nay mình thích phối vô cái cây màu trắng này, nhưng mà mình muốn mình lấy thì mình chỉ lấy được phấn của cây màu trắng thôi. Nhưng nếu mình muốn phối cái màu đỏ vào thì mình nên trữ lại cái màu đỏ của cây khác. Khi có màu đỏ của cây khác thì mình sẽ phối cái màu đỏ với màu trắng. Thì đa phần khi mình phối như vậy thì nó sẽ ra được một cái cây Caladium Light thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi sau khi các bạn phối xong thì các bạn để một thời gian, các bạn sẽ thấy là cái cây nếu mà nó u thịt lên như thế này, tức là nó sẽ u trái lên. Thì Hân sẽ đưa tới chậm cho các bạn coi về cái trái của nó ha. Thì khi mà nó u trái như thế này thì là nó đã đậu quả. Còn nếu như mà cái trái của nó nó đen đầu luôn á thì thường những cái cây đó là nó sẽ không đậu quả. Ví dụ như cây này Hân không phối luôn á thì cái đầu nó sẽ từ từ nó đen mà nó sẽ không u lên. Ở đây Hân sẽ tách ra cho mọi người xem ha. Đó. Thì nó bắt đầu teo nó lại. Thì thường những cái cây này mình không phối hoặc là mình phối không thành công thì nó sẽ không đậu quả. Thì với phần chia sẻ này của Hân thì Hân cũng hy vọng rằng là các anh chị sẽ có được nhiều cây cala đẹp, và hy vọng là các anh chị sẽ phối được nhiều cây ra những cái màu like đẹp hơn. Cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt. Hội Caladium Việt Nam. World of Caladium.